Khoảng 7 giờ 15 phút sáng cùng ngày, người dân phát hiện có lửa và khói bốc lên từ cơ sở massage Trang Nhung tại địa chỉ số 1005 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thấy cháy, người dân cầm bình CO2 chạy sang nhưng cửa bị khóa, gọi mãi không thấy người bên trong trả lời, liền điện báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng dân phòng công an khu vực ngay sau đó đã có mặt cùng người dân dùng xe ben phá cửa xông vào để chữa cháy. Lúc này, ba phụ nữ đang ngủ say ở tầng trên mới tỉnh giấc và được giải cứu ra ngoài bằng thang gỗ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp quận Bình Tân cũng đã có mặt sau đó và đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Do phát hiện kịp thời, lực lượng chữa cháy tại chỗ phản ứng nhanh chóng nên đám cháy đã không gây thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do chập điện.